Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FPT Shop Channel. Hiện tại thì Hiếu đang có ở đây em Oppo F3 Lite hay Oppo A57. Và trong video lần này thì Hiếu sẽ đập hộp và trên tay nhanh em này nhé. Vẫn là cách thiết kế hộp quen thuộc của Oppo, tên sản phẩm A57 và hình ảnh minh họa. Phía sau hộp là một số thông tin của máy. Và bây giờ chúng ta mở hộp nhé. Nằm gọn gàng trong hộp là chiếc điện thoại Oppo F3 Lite phiên bản màu đen. Đi kèm với máy chúng ta có một củ sạc thường, dây sạc micro USB, tai nghe, sách hướng dẫn, ốp lưng bảo vệ máy và cuối cùng là que chọc SIM. Về thiết kế, Oppo F3 Lite có thiết kế giống như chiếc Oppo F3, chỉ có một số điểm khác là thay vì là kim loại nguyên khối thì nay được thay thế bằng thiết kế nhựa nguyên khối với tấm lưng được phun nhám. Tuy là nhựa phun giả kim nhưng nhìn tổng thể vẫn rất là sang trọng. Màn hình của Oppo F3 Lite có kích thước 5.2 inch với độ phân giải HD. Mặc dù chỉ là độ phân giải HD thôi, nhưng với tấm nền IPS, trải nghiệm xem hình ảnh và video của máy vẫn đẹp và cho góc nhìn tốt. Và phía dưới là nút home tích hợp cảm biến vân tay một chạm. Nói đến Oppo thì không thể nào bỏ qua đặc điểm về camera. Camera sau 13 megapixel và camera trước 16 megapixel cùng với hỗ trợ nhiều bộ lọc cũng như chế độ làm đẹp. Ảnh selfie cho ra mang màu sắc tươi mới, hỗ trợ xóa phông và làm đẹp không quá ảo. Về cấu hình, một điểm cộng cho Oppo F3 Lite là nó sử dụng con chip Snapdragon 435, một con chip khá mạnh mẽ so với tầm giá của máy. Máy sở hữu RAM 3GB cùng bộ nhớ trong 32GB. Người dùng có thể mở rộng bằng thẻ nhớ lên tối đa 128GB. Oppo F3 Lite thực sự là một chiếc điện thoại đáng xem xét trong phân khúc giá tầm trung. Vừa rồi là một số thông tin của Oppo F3 Lite. Cảm ơn các bạn đã xem video và các bạn đừng quên nhấn like và subscribe FPT Shop nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.